Tám câu năm ai qua các tiếng đàn Hoàng Vũ, Diệt Hùng, Minh Tiến và Hữu Quý. Trích Năm Ai trong vở Con Gái Chị Hằng. Mà ơi, con cứ tưởng đâu khi trở về đây sẽ được má ôm vào lòng mừng rỡ. Con sẽ khóc thật nhiều và kể lể bao nỗi nhớ thương. Nhưng trời ơi, con có ngờ đâu khi con vừa trở về đây thì cũng lại là lúc má với con đã chia ra đôi đường cùng tay vì con không nghe lời má tận tường. Tôi đâu còn thấy má nữa, đâu lời răn dạy thương yêu. Con chơi đi chơi nhiều mà bệnh hoạn nghe con. Quần áo của con đựng một tu đầy, gió một tay cũng ma sâm ma mài. Này má bỏ con rồi, quần áo vẫn còn đây, căn nhà cũ còn vương bao kỷ niệm, như phong kinh một tâm tình đâu đâu cũng thoáng bóng hình. Như má đang ngồi yên nhìn